Sáng ngày 13 tháng 10 tại chùa Tân Bảo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở lớn ở hầu hết các địa phương, gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm 137 người chết, 14 người chưa tìm thấy. Đại lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của đông đảo tăng ni Phật tử nhằm tưởng nhớ những người không may qua đời do thiên tai, đồng thời chia sẻ những tổn thất mất mát của gia đình nạn nhân tử vong. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ dân bị mất nhà trong hoàn lưu bão số 3, mỗi hộ 100 triệu đồng. 200 triệu đồng hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, mỗi hộ 5 triệu đồng. Trước đó, ngay trong và sau thiên tai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các cơ sở tự viện trong tỉnh đã tích cực kết nối các tổ chức thiện nguyện, tổ chức các chuyến thăm hỏi tặng quà cho bà con nhân dân, hỗ trợ bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn.